Hello, chào các bạn. Hôm nay chủ nhật cuối tuần, mình chở các bạn đi ra biển Cồn Nhèn, hóng gió biển nha các bạn. Đó. Giờ đi tới đây, ngay chỗ này xe đậu vận chuyển ba cái tôm cá hay gì, xe qua lâm. Xe dưới biển đổ về kẹt cái chỗ này. Giờ này chắc cũng 5 giờ rưỡi rồi đó. 5 giờ rưỡi chiều. Xe người ta đi chơi ở mấy dưới người ta đổ về kìa. Đó, có chiếc xe 68 nữa kìa. Đó. Cuối tuần người ta ra biển, người ta đi chơi, đi về. Khúc này hai bên đường là cỏ nó mọc, ôm tòm hết trơn. Đó, dưới sông thì ngay chỗ mấy cái cây đó là người ta nuôi sò. Còn ở đây là vuông tôm. Ta nuôi vuông tôm. Đó. Bên tay trái cũng vuông tôm, nhóc vuông hết trơn. Ra khúc gần biển này là đâu đâu cũng là vuông hết, nuôi tôm. Hai bên đường hàng cây sơ sát. Đó, thấy chạy oxy không? Các bạn dòm thấy chạy oxy cho tôm á. Đây thì mấy người nào đi chơi sớm thì giờ này bắt đầu đi về, ở xa phải lo chuẩn bị về. Còn khúc này thì hai bên đường trồng mấy cái cây, cây bằng hay cái gì này, chắc không phải bằng, sợ chắc cây đước hay gì. Đó, cái này là cái nhà trú bão nha các bạn. Ở ngoài biển thường nó có cái nhà trú bão. Có bão có gì thì người dân chạy vô đó trốn, hết bão thì trở về nhà. Đó. Mọi người đi chơi ở xa là giờ lo tranh thủ là phải chạy về. Đó, chạy về thấy không, nùm nụp luôn, quá chừng luôn. Đó, xanh đỏ tím vàng, chở cặp chạy. Cầu số 1. Qua tới cầu số 1 này là tới biển nha các bạn. Đó, đi người cặp chứ xe vậy bắt cặp vậy đó đi. Đó, qua cầu số 1 là tới biển rồi. Biển này là Cồn Nhèn, còn gọi là Cồn Ngoài, biển Ba Tri. Ở dưới biển đó, hai cái biển đó nó để không? Biển Bảo Thuận, đó là nuôi, người ta nuôi nghêu ở dưới á. Nghêu nuôi hợp tác xã, nghêu nuôi dài luôn. Đó, giờ này 5 giờ mấy, gần 6 giờ rồi đó, mà người ta còn ở chơi ngoài biển đông nghẹt luôn. Lần trước mình đi á, là còn sớm, mới có 3 giờ gì à. Cho nên ra đây vắng que, không có người. Còn nay đi giờ này là gần 6 giờ rồi, mới thấy người ta đông. Đó, chiều mấy bạn trẻ rồi ra chụp hình. Hóng gió, trời nóng nực, tháng này nóng nực, đi ra đây chiều hóng gió là bao phê. Kêu bằng là mát rượi luôn. Đó, có người đẹp chân dài luôn nha các bạn. Chân dài.
nhìn trắng phiếu luôn á. Đó, bên tay phải là có mấy cái chòi lá đó, đi chiều cái trưa nắng gì đó vô đó ngồi uống nước. Đây nó bán nước ngọt, nước mía, vô đó ngồi. Mấy xe hơi giờ này chuẩn bị về rồi. Mấy người ở xa đó, có một em đứng làm dán. Đó, có xe nước mía, bàn ghế. Biển ở đây là người ta chỉ ra đây, người ta hóng gió là nhiều. Còn không có thấy ai tắm hết trơn á. Chiều ra đây chủ yếu là chụp hình, ngồi uống nước, được chơi. Đó, mua nước á không? Người đẹp đi mua nước, xách hai lon nước. Ngồi hóng gió. Đây có một nhóm đang chụp hình. Đây có nhóm bạn đang chụp hình đó, thấy không? Tím, trắng, đen. Đây, ra ngoài mát mẻ. Quá trời mát. Đây là biển Cồn Nhàn nha các bạn. Hôm nay chủ nhật cuối tuần, dẫn các bạn ra biển Cồn Nhàn chơi. Rồi coi người ta chụp hình. Chiều nay giờ này là 6 giờ rồi mà còn đông như ghê. Hôm họ mình đi 3 giờ mấy về, cho nên trời còn nắng, không có ai hết. Còn nay nè, giờ này 6 giờ chiều rồi á, mà biển Cồn Nhàn còn quá trời luôn. Thấy không? Wow, đây có mấy con diều nữa nè. Đó, giờ này ta còn thả diều nè. Đó, trăng lưỡi liềm lên rồi nha các bạn. Đó. Không? Chiều ra đây nắng ngày nay 38 độ. Giờ này chiều ra đây không gió, biển mát ghê. Đó, bên kia điện gió. Đây. Đẹp chưa, đẹp chưa? Đẹp không? Đây có mấy cái chòi, chòi lá dài dài. Đó, đây là có một con đường. Giờ gần 6 rưỡi rồi đó nha các bạn. Nước lớn rồi. Ngoài kia thì có mấy chiếc tàu. Ở bên đó chắc là của Bình Đại hay gì quá. Giờ này ra đây nước biển lên hết rồi. Đó, đây là điện gió.
Mặt trăng với một mặt trăng với một cái ngôi sao. Hôm hổm cái có một cái ngôi sao nó sát cái mặt trăng luôn, còn nay là có một ngôi sao cách mặt trăng chắc thước rưỡi. Hai con diều đó tối thui luôn. Quay qua đây tối thui tối thùi à. Đó rồi xong hết, giờ tối rồi mình về các bạn ơi. Nãy giờ ở ngoài biển mình không gió biển rồi. Giờ tối rồi. Giờ 6 giờ mấy rồi. Đó, này là qua cầu số 2 nha các bạn. Hồi nãy quay cho các bạn xem cái con đường đi ra ban ngày còn sớm. Còn giờ mình cho các bạn xem cái tuyến đường nó về đêm. Đó. Mình nhìn trước mặt là bầu trời, giờ này là 6 giờ mấy, đang chuyển cái bầu trời. Bầu trời giờ nó chưa có tối đen, nó còn một cái vùng đỏ. Giờ này 6 giờ mấy mà xe ở trong đất liền còn ra, còn đi chơi á. Để ra bãi biển này đi, ai ở gần gần tối rồi chạy ra hóng gió đồ chơi. Đó, xe đổ ra nùm nộp luôn, quá chừng xe. Bởi vậy mình đi sớm á, mình ra là bãi biển vắng que à, không có người. Còn đi tối tối giờ này nè, 6 giờ mấy vậy đó, là bắt cặp bắt đầu chở ra ngoài bãi biển ngồi hóng gió. Chừng nào mà mát lạnh rồi bắt đầu cái chở bắt cặp chở đi về. Lúc đó bắt đầu nó lạnh rồi. Đó, các bạn giờ thấy xe ngược chiều chạy ra không? Đi nùm nộp cứ xe hai bánh vậy đó, bắt cặp đi. Đó, còn chiếc xe trước mặt thì đi chơi, giờ bắt đầu vợ chồng con cái chở đi về. Các bạn dòm thấy buổi tối không? Giờ này 6 mấy thấy cứ đi ra rùm nộp luôn á. Đi ra biển Ba Tri này là đi sớm là vắng que à. Nắng chang chang, không có người tắm, không có gì hết á. Nhưng mà càng về tối vậy á, là người ta mới đi ra biển người ta chơi. Còn mấy cái đèn mà le lét đó là người dân địa phương. Đó là giống như kêu là đèn sôi. Người dân địa phương người ta đi làm về. Còn mấy cái đèn vậy á, đó cũng người dân làm về đó. Còn này là mình về tới ngay cái chợ này như Bảo Thuận gì rồi nè, chợ Chòm Hổm. Này là mình về tới cái chợ Chòm Hổm rồi nè nha các bạn. Buổi tối chợ ở đây cũng còn bán, cũng còn lai rai nè. Đó, mấy sạp bán lề đường đồ, tiệm tạp hóa đồ. Đó, khúc này, cái này là giáp ranh rồi nè. Này là như cầu ngang hay gì á các bạn. Này, cái cầu này là như giáp ranh hai xã. Bên này tiệm đồ, xôm tụ. Nó còn bán tối đồ quá chừng. Rồi, giờ mình tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.